chính thức hơn ảnh. Mà có một cái chuyện rất là hy hữu xảy ra, đó là em lên thăm lần đầu tiên của ảnh á, thì cái người bạn gái cũ của ảnh cũng lên thăm ảnh luôn. Ôi trời, trời 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 trời. Chị ơi, cái lúc mà gặp cô này trong cái buổi mà ra mắt đó, đó đang có bạn gái. Cái buổi coi mắt là bạn đang có bạn gái đúng không? Lúc đó là đã chia tay rồi à. Và khi mà em nhắn tin với bạn lúc đó là cũng là chưa có quen, chỉ là tìm hiểu và cảm mến nhau, là vợ em quyết định là từng đó là sắp xếp công việc để lên thăm em để biết về cái môi trường em học tập. Thế tại sao cô kia lại đến cùng một lúc thế? Khi mà chia tay thì cái mối tình đó cũng mới chia tay khoảng được gần một tháng thôi. Người ta thì vẫn lên thăm em thường xuyên và đều đặn, do đó tháng đó là chia tay người ta vẫn muốn lên thăm. Chớ chiều thay lại gặp cái người mà em đang tìm hiểu như vậy nó mới lên bên kia đứt luôn. Dạ. Em gặp cái người đó là đăng ký trước em luôn. Cái em hỏi cái người ghi danh sách thăm á, có người thăm đăng ký rồi mình đăng ký thăm được không? Cứ đăng ký đi, ảnh muốn gặp ai gặp, ảnh muốn gặp ai gặp. Nhưng mà cuối cùng là Trí là chỉ được gặp một người thôi hay là dạ đi gặp hai người? Từ ở chổng ra thì ảnh cũng không có biết là hai người lên thăm, thành ra ảnh gặp em trước. Xong mà em nói có bạn của anh gặp anh kìa, xong rồi ảnh mới lại nói chuyện với người đó, xong rồi ảnh mới lại nói chuyện với em tiếp. Rồi bây giờ anh muốn hỏi Trí nè, em đến em gặp cái người yêu cũ đó, bạn đó có hỏi về người này không? Có hỏi nhưng mà em chưa để hỏi, thì em cũng đã nói là nói chung là cái chuyện tình cảm của mình thì đến nay nó cũng đã dứt rồi, coi như mình làm bạn. Khi nào em có muốn lên thăm anh thì em cho anh biết trước để anh cho Thanh biết như thế để cho nó rõ ràng, cho nó rõ ràng cái chuyện đó, chứ để mà như thế thì đôi khi mình nó không còn gì nữa mà để gây cái hiểu lầm cho người sau thì anh không muốn như vậy. Rồi dứt khoát, chưa bắt đầu một người mới đâu nhưng mà đã dứt khoát rồi. Đúng rồi. Chứ không mình không nói trước mà công lên đụng hàng nữa. Là hai đứa gặp nhau thì em có biết rằng là em nhỏ hơn Thanh một vít ít tuổi không? Mà đầu gặp thì em không có biết được, tại vì khi mình gặp là mình nhìn thấy cô này rất là trẻ, do đó là mình cũng không nghĩ gì nhiều. Rồi sau đó thì quen nhau tìm hiểu thì em mới biết được, và em thấy thì cái này nó cũng không có thành vấn đề gì cả. Đúng rồi. Nhưng mà ban đầu là xưng hô làm sao? Buổi đầu tiên mà đi, gọi là cũng một buổi hẹn hò đầu tiên á, và em mới hỏi là bây giờ là mình xưng hô như thế nào. Lúc đó biết tuổi chưa? Lúc đó biết tuổi rồi. Thì em mới nói là bây giờ mình nhắn tin như nào thì mình cứ nói như vậy đi, đâu có gì đâu mà phải lo lắng. Nhắn tin là nó kêu bằng anh, bằng em rồi mà còn hỏi lại nữa. Rồi cái buổi hẹn hò đầu tiên như thế nào? Cái buổi hẹn hò đầu tiên á thì nó cũng bình thường thôi, cũng đi uống cà phê bình thường thôi, nhưng mà em thấy cái buổi hẹn hò hôm sau nó mới hấp dẫn hơn. Như nào như nào? Dạ. Kể ngay. Khi mà uống cà phê xong thì anh em nói chuyện thì bọn em thấy nó cũng hợp tính, do đó là cũng thích, nên bọn em sắp xếp công việc ở bệnh viện là ngày mai là rủ em đi chơi. Em mới hỏi tại sao mới đi cà phê mai đi chơi nữa. Nói sắp tới vài ngày nữa anh đi lên Đồng Nai, anh đi học rồi, do đó không có đi gặp anh được nữa. Nếu như mà nói vậy thì để anh thu xếp công việc ở nhà rồi để anh đi. Cái buổi đầu tiên gặp gỡ là lúc đó em còn đang là đi học, là học viên, đi chiếc xe cũ thôi. Mà để mình gặp mặt cô ấy đầu tiên mình thấy vậy thì nó không được. Do đó là em mới suy nghĩ là em mới ghé nhà ngoại em. Em đổi xe. Đổi xe? Đổi xe của một người anh em. Mô tô hay gì? Chiếc tay ga. Nói chung là xịn hơn chiếc xe của mình. Xịn hơn xe của mình. Mình gặp mặt xong tới ngày hôm sau thì mình cũng không thể nào mượn được nữa. Do đó em mới bắt đầu suy nghĩ tiếp nữa, là em sẽ nói là xe của em hiện tại là bị hư rồi, không đi được. Là em đợi vợ em ở một cái quán cà phê đó, nhưng mà thử cái quán đó là em gửi xe đó đó. Em gửi cái xe em trong đó đó. Em đợi để vợ em hỏi là tại sao anh không mượn xe khác này kia. Em mới nói là muốn đi xe của em để cho mình tình cảm hơn. Rồi em ngồi em đợi. Về xong rồi á, vợ em cũng còn lưu luyến, do đó là khi mà em vô quán cà phê rồi á, vợ em cũng ngồi dòm theo em. Kiểu như cũng nhớ á. Khi mà dòm theo em mới vỡ lẽ ra là em đâu có để ý đâu, em vô em lại lấy chiếc xe em ra. Em thấy ông này dắt chiếc xe em ra. Em dắt chiếc xe của em ra. Đâu bây giờ phải hỏi vợ nè. Ủa tại sao không về mà em là giống như em đang có linh tính. Mà em cũng quay lại em dòm vậy thôi, xong rồi em nói ủa tự nhiên nói xe hư mà dắt chiếc xe ra. Em phát hiện luôn, em xong về vợ em mới nhắn tin hỏi mới thấy chạy chiếc xe đó đúng không, màu đó vậy đúng không, có phải như vậy không, thì mình phải chấp nhận thôi, mình phải lúc nào thì em cái kế hoạch của em nó thất bại là bởi vì anh ấy là không thể nào đá được. Vậy thì trong thời gian quen nhau thì kiểu anh ấy cũng quan tâm chăm sóc, cũng là một người khá là nhẹ nhàng. Kiểu như là em thì
con gái mà nhõng nhẽo vô cớ, nhiều khi mình biết là mình sai, mình vô lý. Nhưng mà ông vẫn nhận hết là sai về ông á, em đúng kiểu vậy. Tuyệt vời nha. Dạ. Nên là kiểu như là không có lý do gì để chia tay, xong rồi kêu kiểu cứ dần dần qua năm tháng thì tụi em quen nhau đến hiện tại bây giờ là 5 năm rồi. Thì cũng cái suy nghĩ đó thì nó biến mất lúc nào thì em cũng không biết. Cái lần đầu tiên mà đi chơi như vậy á, là có tranh thủ nắm tay hay là vuốt tóc hay là hôn má gì không cơ? Anh suốt ngày thì cứ đấy là anh. Dạ có với anh, lúc đó là hai tụi em đi chơi thì cũng đi dạo ở một công viên rất là đẹp, thì em cũng dù bạn chụp hình nhờ người khác chụp giùm thì em cũng tranh thủ cũng nắm cái tay. Thì lúc em chỉ có hôn nhẹ lên trán của bạn thôi. Dạ. Và khi nào có nụ hôn đầu tiên? Hôn đầu tiên là khi đó em qua bên quận 12 chơi, bạn mới dắt em qua công viên Gia Định. Dạ. Lúc đó thì tụi em vừa nắm tay vừa trò chuyện, xong rồi tới một đoạn tình cảm dâng trào thì em đứng lại em nhìn bạn, bạn cũng nhìn em và em trao nụ hôn đầu tiên của em cho bạn. Trời ơi, trao nụ hôn đầu tiên của em cho bạn đó. Của em luôn. Của em dành cho bạn thôi. Của em dành cho bạn. Cái cảm giác cái nụ hôn đầu tiên nó làm sao Khương? Dạ, nếu mà đường là vị ngọt nhất nhất thì chắc vợ em là tuyệt vời. Ôi, tan chảy chua. Thế còn món quà đầu tiên mà em dành tặng cho cô gái này là gì? Anh ấy làm cho em một cái trái tim mà bằng vỏ đạn ấy ạ. Xong cái hình mà cái tụi em cái hồi mà đi Long An chơi thì ông ấy rửa ra cái hình 4x6 rồi gì đó nhỏ nhỏ, ông dán lên vô, xong trang trí kim tuyến đẹp lắm. Em cũng thấy ấn tượng, đèn nhấp nháy, em thấy bộ đội có khéo tay. Ôi, anh ấy sửa sao này. Sao mấy anh bộ đội khéo tay nhỉ? Trời ơi. Toàn tụ làm quà không à? Còn món quà gì ấn tượng hơn nữa không Khương? Dạ có. Món quà gì ạ? Cái hồi đó là mới nói chuyện với nhau được 3 ngày à. Thì em lúc đó thì em đang ở quê này, em ở Di Linh. Xong ông ấy gọi cho em là gì chiều khoảng 3-4 giờ em chạy ra ngoài đường lộ nha. Con cháu anh nó gửi đồ cho anh. Thì anh kiểu như anh biết em mới quen thì đâu có nhận quà đâu. Kêu gì vừa mới quen nhau đã nhở vẻ rồi. May mà lúc đó em đang nằm tóc ở ngoài đường lộ rồi. Em kêu ok. Xong hôm đó trời mưa, con cháu nó đưa cho em một cái bọc đèn thui chắc về nè. Em trở về luôn, về nhà em gọi cho ông, anh gửi cho em gì vậy, nhìn giống bom vậy. Em hỏi mẹ, mẹ ơi cái gì ấy, con chả biết nữa, của bạn con gửi á. Lúc mà cắt nó ra tự nhiên nó phành ra một con gấu 1m6 cao bằng em á, to bằng em á. Thế là mà làm nào mà nhét được vào ba? Kìa nó hút chân không ạ. Hút chân không? Nó hút chân không, nó cứng ngắc luôn. Thời hạn đó thì em mới quen vợ em thôi. Thì muốn nói chuyện có ấn tượng thì em muốn em gửi cho bạn em một món quà gì đó mà tượng trưng là em ở gần bạn. Thì em có một cô cháu. Món quà phải cao 1m6. Dạ. Em. Rồi hai người quen nhau bao lâu rồi cưới? Dạ, tụi em quen nhau khoảng gần 5 năm ạ. 5 năm mới cưới á? Dạ đúng rồi. Tại sao lâu dữ vậy em? Tụi em quen nhau khoảng 5 năm tại vì ba mẹ em thì lúc mà em mới quen bạn thì em dắt về nhà thì ba mẹ em biết là bạn tuổi heo. Thì ba em kêu là thôi hai đứa quen nhau thì đằng nào cũng cưới, đợi bạn được tuổi thì mới cho hai đứa làm cái kết hôn và cưới. Thì khi mà về nhà ngoại em á thì nhà ngoại thì không chịu. Nhà ngoại kêu là con gái cũng lớn rồi nên cưới sớm đi. Nên tụi em mới quyết định là năm 2022 thì tụi em đăng ký kết hôn trước. Xong rồi năm 2023 mới đầu năm nay thì em mới tổ chức đám cưới ạ. Tôi tên là Nguyễn Duy Hòa. Hòa đúng không ạ? Nguyễn Duy Hòa. Đây rồi. Cảm ơn mất tiếng một chút. Nghe khó nghe. Mình đang sống ở đâu vậy anh Hòa ơi? Mình đang sống ở Ninh Bình. Dạ. Vâng. Năm nay anh Hòa bao nhiêu tuổi vậy ạ? Năm nay là 58 tuổi ạ. 58 tuổi, vậy là sinh năm 1960 ạ? Sinh năm 1966 ạ. À quên, 1966. Đúng rồi. Dạ. Rồi, vậy là mình đang sống ở tại tỉnh Ninh Bình luôn hả? Vậy thì mình có vào trong Sài Gòn để mình tham gia chương trình được không anh? Cũng được ạ. Báo trước anh bao nhiêu ngày thì được ạ? Cũng báo trước một tuần. Dạ, báo trước một tuần. Dạ anh mẹ, anh Hòa hiện tại là mình còn làm công việc gì không anh? Ở nông thôn nên mở quán làm, nói chung là cũng nhiều việc. À mà là ít khách cho nên là mình phải đi. Quán là về cái gì ạ? Quán mình làm hóa. Tạp hóa. Mình bán cái này lâu chưa ạ?
bán được 5 năm rồi, còn sao vấn đề khác thì lâu rồi. Dạ, làm nông em trồng lúa hả anh? Không, trồng lúa thì làm nông thì cũng làm được lâu lâu rồi, khoảng chục năm nay thì quay về kinh doanh. Dạ. Dạ, mình ở Ninh Bình ở thành phố hay là ở huyện anh? Ở nông thôn ạ. Ở huyện nào ạ? Ở huyện Gia Viễn. Gia Viễn. Gia Viễn như là núi đá vôi gì đó đúng không anh? Đúng rồi đấy. Dạ. Nói chung Ninh Bình chỗ nào có đá vôi. Dạ. Vậy là mình đang sống ở đấy với ai, em con cái hay là họ hàng? Chưa lập gia đình nên chưa có con. Thôi chưa từng lập gia đình bao giờ hả? Đúng rồi. Rồi sao thủ thân lâu vậy anh? Vì hoàn cảnh mình mà, nên là cái lúc hoàn cảnh mình chưa có ý định đi hỏi vợ. Dạ. Là sống một mình hả anh? Đúng rồi, sống một mình. Bố mẹ anh trước còn không ạ? Hay là ông bà mất rồi ạ? Trước kia thì có sống với mẹ, với lại ba cháu của cô của ông anh. Dạ. Bây giờ cháu với chồng thì hết rồi, thì mẹ thì cũng mất rồi. Bây giờ còn mình thôi. Là các cháu đi lấy chồng rồi mẹ mất rồi mình ở lại cái nhà đó luôn đúng không? Ờ đúng không? Dạ. Nhà của mình mà, không có của ai cả. Dạ. Anh nhưng mà anh chưa từng kết hôn nhưng mà trước giờ anh có từng quen ai không? Ừ, cũng không. Không thích ai luôn hả? Không phải là không thích nhưng mà cái hoàn cảnh không cho phép mình như vậy. Lúc bây giờ cháu bé rồi. Là anh trai của anh mất cho nên là anh nuôi các cháu luôn hả? Đúng rồi. À, mấy đứa anh? 3 đứa. Là xong bắt đầu là lập gia đình hết cho tụi nó rồi bây giờ chú mới nghĩ đến chuyện chú đi lập gia đình. Đúng rồi. À, là xây dựng hết cho các cháu xong thế mới được đến được mình yên tâm để mình đi lấy vợ. Anh là bây giờ anh muốn tìm mẫu người như thế nào? Thì cũng muốn tìm người tầm 35-40 đấy. Thì người cũng tình cảm 35-40 tuổi hả? Thì bởi vì mình cũng chưa lập gia đình, chưa có con nên muốn có tí con cái vào. Nhưng mà nếu người ta đã đổ vỡ rồi anh có chịu không? Từ tuổi này bây giờ người ta đã từng đổ vỡ rồi anh có chịu không? Đổ vỡ cũng được nhưng mà chỉ dù sẽ được một con thì được. Dạ. Vậy anh nuôi con họ luôn được không? Được chứ. Đấy mình lấy người ta về thì mình chỉ lo chung đi. Dạ. Rồi. Về ngoại hình như sao? Anh có mong muốn tìm mẫu bạn gái có ngoại hình như thế nào không? Ngoại hình thì nói chung là đàn ông một cái thì ai cũng thích đẹp nhưng mà ở mức độ vừa phải thôi. Anh cao biết bao nhiêu anh ngoài? Cao 1m59. Dạ. Nói chung là bạn gái tầm 1m50 ưa nhìn là được đúng không? Ừ. Thì ta cao, cao hay thấp thì đấy người ta chấp nhận mình là được. Dạ. Anh, bây giờ là bạn gái ở xung quanh lân cận Ninh Bình được không? Thanh Hóa, Nam Định rồi các tỉnh Hải Dương lân cận được không? Được, cả là thành đang tốt mà. Không dạ. Thanh Hóa được không? Thanh Hóa cũng được. Dạ. Nói chung là ở đâu mà tính cách con người tốt thì vẫn được. Dạ. Chứ cần một người có tính cách tốt, có sống tình cảm. Dạ.
Ủa nhà anh ra Viễn là có gần thì Tam Điệp không? Không, ra Viễn ở trên này, Tam Điệp ở cuối tỉnh. Dạ. Ra Viễn ở đầu tỉnh. Ra Viễn ở đầu tỉnh là tính từ Nam Định đổ vào hả? Tính từ Hà Nội đổ về. Hà Nội đổ đi về. Đi đường quốc lộ. Cầu Chi Lê gì đấy hả? Dạ rồi. Ok. Thôi anh còn yêu cầu gì của bạn gái không? Anh có điểm mạnh, điểm yếu, anh có năng khiếu, tài lẻ gì không? Hát hò thì được không? Hát hò thì cũng gọi là người thường này thì thôi thì ok vậy thôi, chứ không có năng khiếu. Dạ. Anh có điểm mạnh, điểm yếu gì không? Mạnh, điểm yếu thì nó bình thường. Mình sống thiên về tình cảm nên là ít giao du. Dạ. Ok. Rồi, cảm ơn anh Hòa ha. Hôm nay là buổi phỏng vấn sơ lược thôi anh. Nên là có người phù hợp á thì là chương trình sẽ liên hệ